nghi phạm giết 3 người ở Tiền Giang, bị khởi tố ngày sau khi xuất viện. Gần một tuần điều trị do uống thuốc diệt cỏ tự tử, tử sau khi giết 3 người, nam thanh niên 31 tuổi ngủ tỉnh Đồng Tháp bị cơ quan điều tra khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng. Ngày 23 tháng 8, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đăng Khoa. 31 tuổi quê Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi giết người. Khoa bị cáo buộc là thủ phạm đã gây ra vụ án giết 3 người trong cùng gia đình tại xã Tam Hiệp, Châu Thành vào rạng sáng ngày 13 tháng 8. Theo lời khai của nam thanh niên 31 tuổi này, trong thời gian chung sống với gia đình chị Ngân, vợ mình 24 tuổi, Khoa và vợ đã xảy ra những mâu thuẫn. Khoa khai nhận do nghĩ là vợ ngoại tình, cha mẹ thì ép ly hôn cho nên đã nảy sinh ra ý định giết vợ và mua sẵn thuốc ngủ để tự tử sau khi gây án. 7 giờ vào sáng ngày 12 tháng 8, Khoa đến tiệm tạp hóa và mua một sợi dây dù dài 11 mét cắt trong cốp xe. Khoa về đến nhà thấy vợ lấy xe tay ga chạy ra ngoài, đến 17 giờ cùng ngày mới đi về. Tối hôm đó thì ông Trung 47 tuổi là cha ruột của Ngăn, chăm người thân bị bệnh và ngủ lại tại bệnh viện Khoa, vợ, mẹ vợ và cháu bé 5 tuổi là con của Ngân với chồng trước và Ánh 17 tuổi là em của Ngân ở nhà. Quê cùng ngày thì Khoa định thân mặt với vợ nhưng bị từ chối nên Khoa đã ra ngoài uống nửa chì rượu. Sau đó thì nghi phạm lấy dao cắt sợi dây dù ra làm hai đoạn, lần lượt giết cổ giết ba người trong gia đình nhà vợ. Trong lúc Khoa giết cổ mẹ vợ, Ánh nghe thấy tiếng động nên đã thức giấc Cô gái bước sang phòng chứng kiến mẹ bị xích cổ cho nên lao vào đánh anh rể. Khoa bóp cổ khiến cho em gái ngắt xỉu, rồi sau đó xích cổ mẹ vợ cho đến chết. Sau đó Khoa trói tay chân em vợ rồi vác sang phòng ngủ của nạn nhân. Khoa nói, em im đi rồi anh tha, anh giết chị em rồi tự sát chứ không để công an bắt. Nghi phạm mở nhạc rồi lấy điện thoại tiền của vợ cùng xe máy mang biển số tiền giang bỏ trốn về hướng huyện Cai Lậy. Trên đường bỏ trốn, Khoa đã khai uống 17 viên thuốc ngủ hồng từ từ. Nghi phạm đến bờ sông vắng rồi nằm ngủ chờ chết. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Khoa tỉnh dậy nên chạy xe theo tỉnh lộ 865 đến xã Mỹ Thành Bắc huyện Cài Lậy để mua thuốc diệt cỏ, chai nước suối. Khoa tìm đến căn nhà hoang ở xã Thành Lộc để uống bịch thuốc rồi ngủ tiếp. Đến trưa ngày 14 tháng 8, Khoa thấy mình vẫn chưa chết nên chạy xe đến khu vực ấp 2 xã Thạch Lộc thì bị trinh sát bắt giữ. Nghi phạm Khoa đã khai uống thuốc diệt cỏ, cảnh sát liền đem Khoa đến bệnh viện đa khoa Tiền Giang để điều trị. Trong đêm thì các bác sĩ đã sơ cứu cho bệnh nhân làm thủ tục chuyển lên bệnh viện chờ rẫy điều trị. Sau gần một tuần điều trị, Khoa đã hồi phục sức khỏe nên cơ quan điều tra đã tiến hành các bước tố tụng tóm đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam để điều tra. Toàn cảnh liên quan đến vụ án, ba người trong một gia đình chết ở Tiền Giang. Chiều ngày 13 tháng 8, hàng trăm người dân tại ấp 4 Tam Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang đã đến thăm họ chia buồn với ông Đinh Văn Trung, người vừa mất vợ, con và cháu gái trong vụ thảm án mà nghi can là Nguyễn Đăng Khoa, 31 tuổi, quê Đồng Tháp, là con rể của ông. Vụ việc được phát hiện ra sao? Sáng sớm ngày 13 tháng 8, nghe tiếng kêu cứu của một cô bé trên địa bàn xã Tam Hiệp, nhiều người dân đã đến hiện trường và phát hiện ra thi thể của ba người: chị Đinh Thị Ngọc Ngăn, sinh năm 1994, là con của ông Trung; bà Lê Thị Hoa, sinh năm 1974, vợ của ông Trung; và cháu Phan Ngọc Anh, sinh năm 2013, con của Ngăn. Theo lời kể của nhân chứng thì hung thủ chính là ảnh rìa của nạn nhân và đang cư ngụ tại tỉnh Đồng Tháp. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy là hàng xóm của nạn nhân cho biết, khoảng 6 giờ bà đang ở nhà kế bên thì nghe thấy tiếng ánh kêu cứu bốn năm lần gì đó. Chạy ra tôi thấy cháu bị trói, bảo thằng Khoa giết mẹ con với chị con chết rồi, mở trói dùm con. Tôi sợ quá chạy vào nhà gọi điện báo cho họ hàng của cháu chạy tới giúp. Bà Thủy nhớ lại. Chi tiết diễn biến cuộc truy sát trong đêm. Kể với cảnh sát, ánh cho biết, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, em nghe thấy tiếng động bên phòng mẹ. Chạy sang, em bị khoa bóp cổ, đè xuống nền nhà đến ngắt đi, rồi dùng dây dù trói vác vào phòng. Chứng kiến sự việc thì bé gái 5 tuổi đã hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài vườn, bị khoa đuổi theo và sát hại. Theo ánh thì trước đó Khoa đã dùng dây dù để giết cổ vợ và mẹ tử vong. Sau khi sát hại mọi người, anh ấy trở lại thấy em tỉnh dậy, nên bảo là tao giết mày một lần rồi không chết nên tha, rồi dùng dây dù chói chặt lại, thiếu nữ nói và cho biết. Sau đó em cố hết sức bỏ ra ngoài cổng câu cứu. Như vậy là sau khi giết chết những người trong nhà và bóp cổ chị nhưng không thành, hung thủ đã đồng ý thả mạng và nói anh sẽ tự tử, tử. Căn nhà cấp 4 của gia đình ông Trung nằm trong khu vườn bao bọc bằng tường rào giáp với hàng xóm một mương nước nhỏ. Gia đình nạn nhân cho biết vào thời điểm phát hiện vụ việc thì trên người các nạn nhân không còn vòng vàng và cũng có hơn 10 triệu đồng của ông Trung cắt tại nhà đã bị mất. Xe máy cùng 4 chiếc điện thoại cũng bị nghi can lấy mắt kiểm tra trong cốp xe của chị Ngân thì họ phát hiện ra một lá đơn ly hôn của chị và nghi can đã rực soạn sẵn. Tuy nhiên thì chỉ có một mình chữ ký của chị Ngân. Quá trình truy bắt thủ phạm bỏ trốn như thế nào? Sau khi xác minh các mối nhân thân của hung thủ, hàng trăm trinh sát điều tra công an viên đã chia thành hàng chục tổ công tác đi khắp các tỉnh thành để tìm ra tung tích của Khoa. Tuy nhiên tất cả không ai biết thông tin của Khoa vì đến cả người thân cũng không liên lạc được. Nhiều tổ tinh sát đã mật phục tất cả các cửa ngõ vào các tỉnh và cửa khẩu biên giới. Hàng chục tinh sát đã phải thức suốt đêm để giám sát. Đến trưa ngày 14 tháng 8, khi Khoa đang đi xe máy đến xã Thạch Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, thì bị khống chế và bắt gọn. Theo một nguồn tin thì Khoa bị bắt khi đang chạy xe máy trên đường có nhiều khả năng sẽ đi qua Mộc Hóa, Long An để sang Campuchia. Sau khi bắt Khoa thì các trinh sát đã di lý Khoa về trụ sở công an và lấy lời khai. Như vậy là sau 2 ngày bỏ trốn, nghi phạm giết chết ba người trong một gia đình ở Tiền Giang đã bị bắt khi đang chạy xe máy trên đường. Nguyên nhân nào khiến hung thủ ra tay giết hại cả gia đình vợ? Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, Nguyễn Đăng Khoa đã nhắn tâm xuống tay giết mẹ vợ, vợ và con riêng của vợ. Chỉ vì vợ chồng cơm không lành canh không ngọt, vừa qua muốn chia tay với chồng. Qua công tác điều tra ban đầu tại cơ quan công an, thì Khoa khai nhận nguyên nhân dẫn đến thảm sán ba người, bao gồm mẹ vợ, vợ và con riêng của vợ, là do vợ có bạn trai mới và đòi ly hôn với mình. Khoa cho rằng đã nhiều lần bắt gặp vợ mình là chị Đinh Thị Ngọc Ngăn, đi với người con trai khác và cơn hờn ghen bọc phát đã làm cho Khoa muốn giết chết cả gia đình vợ. Ngoài ra thì đối tượng này còn khai nhận là đã uống thuốc diệt cò trước khi bị cơ quan công an bắt giữ. Tuy nhiên thì tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng vẫn tỉnh táo và làm việc bình thường. Ngày 14 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. Một số thông tin bên lề. Cuộc hôn nhân và kết cục bi thảm. Cũng theo cơ quan điều tra, năm 2012, chị Đinh Thị Ngọc Ngăn kết hôn cùng anh Phan Minh Bằng, làm nghề chăn nuôi lợn và có con chung là bé Phan Ngọc Anh. Trong thời gian sinh sống, anh Bằng phát hiện ra chị Ngăn có mối tình cảm với một người con trai khác là anh Nguyễn Đăng Khoa lúc đó đang là nhân viên kỹ thuật cho một doanh nghiệp ở khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành. Hai người ly hôn vào năm 2015. Đầu năm 2017, chị Ngân kết hôn với anh Khoa, hai vợ chồng cùng sống chung với nhà gia đình mẹ vợ tại xã Tam Hiệp, Châu Thành. Gần đây thì vợ chồng Khoa Ngân phát sinh ra mâu thuẫn, nên chị Ngân đã đơn phương viết đơn ly hôn. Theo lời cha ruột của chị Ngân là ông Trung cho biết rằng, con gái ông từng có một đời chồng và sinh được một bé gái. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ thì Ngân đã gặp Khoa, là người hành nghề thú y hay tới lui nhà ông chiếc heo. Sau khi cưới thì Khoa về ở chung với gia đình ông được hơn một năm nay. Sau này chuyển qua làm tiếp thị thuốc lá. Bình thường thì Khoa rất ít khi giao tiếp với hàng xóm. Ông Trung đã ở đâu lúc xảy ra thảm án? Suốt buổi tối tôi bạn nội mẹ ruột đang nằm viện, đến sáng sớm mới hay tin. Trước khi xảy ra vụ việc, gia đình cũng như không có ai trong nhà cử cãi gì với anh Khoa. Ông Trung nói và cho biết, gia đình ông làm vườn nuôi heo và nấu rượu. Trong khi đó thì đến cuối ngày em Đinh Thị Ngọc Ánh, 17 tuổi, là học sinh lớp 11, con gái của ông Trung, là nạn nhân duy nhất thoát chết vẫn chưa hết bàng hoàng. Trên cổ tay và chân của em có khá nhiều các vết chảy xước. Lý lịch bất hảo của nghi can Dẫn theo thông tin từ nhiều hàng xóm sống sát nhà nạn nhân cho biết Trong thời gian sinh sống nhà vự Từ đầu năm 2017 Khoa tỏ ra là một người khá cọc cằn thô lỗ và không hòa đồng với mọi người Cách thời điểm xảy ra vụ án một thời gian Khoa từng hay gây sự với hàng xóm vì mâu thuẫn nhỏ nhặt sau đó hắn còn cầm dao sang đe dọa là sẽ giết cả gia đình hàng xóm, nhưng được mọi người can ngăn. Từ đó Khoa càng ngày càng sống làm lì, ít giao du với xóm giềng thậm chí nhiều người là họ hàng cũng chưa từng gặp mặt Khoa. Khoa từng xách dao qua nhà hàng xóm nói chuyện và dọa giết cả gia đình họ vì dám phàn nàn việc gã nuôi heo bốc mùi hôi thối. Tính nó cọc cằn nên chúng tôi rất ngại tiếp chuyện một người hàng xóm khác nói. Tâm sự người cha rột bé Phan Ngọc Anh, chồng cũ chị Ngăn. Ngồi thu mình trước cổng nhà vừa cũ, anh Phan Minh Bằng 28 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang, vẫn không tin cô con gái bé nhỏ của anh đã vinh viễn ra đi. Anh Bằng kể, Mới chiều qua tôi đem bé về nhà ngăn để hôm nay nhập học cho cháu. Nó còn hỏi tôi sao cha bỏ con hoài vậy? Con muốn ở với cha bằng thôi. Nghe con nói mà tôi đứt ruột, thương con lắm. Tôi nghĩ giờ mình chỉ lo làm ăn để có tiền cấp dưỡng cho con, nhưng nào ngờ đâu. Anh bằng chia sẻ, năm 2015, vì những mâu thuẫn tình cảm không thể giải hòa, anh và chị Đinh Thị Ngọc Ngân sinh năm 1994 đã ra tòa ly hôn. Tòa tuyên bé Phan Ngọc Anh 5 tuổi về ở với chị Ngân. Nửa tháng một lần, anh Bằng sẽ được đón con về nội chơi. Con bé thông minh lắm, lại lành lợi, hát líu lo líu lo. Hôm qua tôi chở cháu về, cháu còn bảo cha hát con cọp bé bé cho con nghe. Hai cha con vừa đi vừa hát. Sáng nay 6 giờ, tôi nghe người ta báo tin tôi vội chạy vào đây, nhưng không được vào bên trong. Tôi còn chưa được nhìn mặt con lần cuối. Anh nghẹn ngào kể. Theo anh Bằng thì những lần đến đón con gái, anh không thấy Khoa có bất cứ biểu hiện nào bất thường. Theo anh Bằng, những lần đến đón con gái, anh không thấy Khoa có bất cứ biểu hiện nào bất thường. Nhiều lần có hỏi con là ở nhà có bị trà dưỡng la mắng hay không con gái anh cũng cho biết khoa đối xử với bé bình thường không đánh đập hay làm mắng gì cả sau ly hôn anh bằng ít khi nói chuyện với vợ cũ nên cũng không biết nguyên nhân gì khiến cho khoa ra tay tàn độc đến như vậy đến giờ mong muốn của anh chỉ là được vào bên trong để nhìn thấy con dù không biết khoảng cách ấy anh có chịu đựng nổi hay không kết thúc cuộc trò chuyện anh nói bà cố ngoài của bé anh vẫn chưa biết cháu mắt nên lúc nãy còn bảo với tôi, sau này con thường xuyên qua lại thăm non cháu. Nó một côi mẹ rồi. Nhưng mà nó còn đau nữa mà thăm. Bỏ lửng câu nói, anh bằng bật khóc nức nở.